Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Mỹ là một trong những cường quốc quân sự luôn không ngừng đầu tư về mặt khoa học kỹ thuật, tạo ra những trang thiết bị mới phục vụ cho quân đội. Và những tiến bộ tuyệt vời của công nghệ Mỹ trong những năm gần đây đã dẫn đến sự ra đời một số robot ngày càng hiện đại, thậm chí vượt qua khả năng của con người. Robot ngày nay có khả năng đi đến những nơi nguy hiểm nhất, giao tiếp như con người và thậm chí còn có khả năng học hỏi nữa đấy. Đây chính là nguồn lực mà Mỹ dự phòng cho quân đội trong thời gian tới. Các bạn có muốn biết những robot quân sự của Mỹ sẽ có sức mạnh đáng sợ như thế nào không? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 robot quân sự đáng sợ của Mỹ sẽ thay thế hoàn toàn người lính trong tương lai nhé! Atlas Robot. Đầu tiên ở vị trí số 7 là robot Atlas. Đây là con robot của quân đội Mỹ, có hình dáng được cho là giống người nhất. Các bạn có thấy thế không? Atlas là một robot hình người được phát triển chủ yếu bởi công ty robot của Mỹ, Boston Dynamics, với sự tài trợ của cơ quan nghiên cứu quốc phòng Hoa Kỳ. Điều đáng sợ ở con robot này là không chỉ có bề ngoài giống con người mà còn hoạt động rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Atlas có khả năng di chuyển trên những địa hình hiểm trở và các bàn tay máy của robot này còn vận dụng được một cách linh hoạt để có thể sắp xếp đồ vật lên kệ. Chúng ta có thể thấy sự linh hoạt đến kinh ngạc của robot Atlas. Nó có thể chạy nhảy cho đến khả năng nhào lộn. Atlas có khiến cho bạn cảm nhận nó như một vận động viên thể thao hay không? Thế nhưng nó được tạo ra không phải để trở thành một vận động viên. Atlas được tạo ra để mang trong mình sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ, làm các nhiệm vụ ở những môi trường mà con người không thể đi tới. Robotic Horse. Tiếp theo ở vị trí số 6 là Robotic Horse, hay còn được gọi là Led Swash Support System, LS-3. Đây là con robot hiện đại đã được trang bị cho lực lượng lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ nhằm mục đích khuân vác các thiết bị và vũ khí. Hãy nhìn thân hình và cách di chuyển của nó, con robot 4 chân này có khả năng di chuyển giống hệt một thể thực sống. LS-3 được thiết kế để mang một khối lượng hơn 180kg bên mình. Nó có thể di chuyển liên tục 32km mà không cần tiếp nhiên liệu. LS-3 được điều khiển trực tiếp bởi con người nhờ vào bộ cảm biến thông minh tích hợp dưới chân. LS-3 là sản phẩm của công ty robot Boston Dynamics. Mục đích sử dụng robot này là giảm khối lượng thiết bị, vũ khí mà các tay súng phải mang vác khi ra chiến trường. Với khả năng di động cao, LS-3 tạo ra là một công cụ đắc lực phục vụ cho quân đội Mỹ. Chúng có thể di chuyển tại những nơi có địa hình hiểm trở và tương tác với binh sĩ một cách tự nhiên. Ngoài nhiệm vụ chính là mang vác thiết bị và vũ khí, LS-3 còn đóng vai trò là nguồn năng lượng di động cho binh lính Mỹ sử dụng để sạc pin cho radio và các thiết bị cầm tay khi họ tuần tra. Handle Robot Army. Một trong những robot quân sự đáng sợ của Mỹ còn phải kể đến chính là Handle Robot Army, một trong những dự án mới nhất và tham vọng nhất của Boston Dynamics, Handle. Robot này có thể đứng vững trên 4 chân. Tuy nhiên, phần cuối hai chi sau của robot này được gắn thêm bánh xe giúp nó đứng thẳng và di chuyển với vận tốc 14,5 km/h. Kẻ hủy diệt trên ván trượt chính là ấn tượng ban đầu về Handle. Cặp bánh xe phía sau giúp robot di chuyển một cách dễ dàng, trong khi hai chân trước được dùng để cân bằng và có thể nâng được tải trọng lên đến 50kg. Bánh xe hoạt động rất hiệu quả trên bề mặt phẳng, trong khi các chi có thể di chuyển trên mọi địa hình. Việc kết hợp hai cơ thể này cho phép Handle trở nên đa năng hơn. Robot Handle được sử dụng cho công việc quản lý kho bãi và hiệu suất làm việc của nó không thua kém bất cứ công nhân lành nghề nào. Robot Dog. Ở vị trí số 4 trong danh sách 7 robot quân sự đáng sợ của Mỹ chính là Robot Dog. Khi bạn nhìn thấy những chú chó robot đi ra khỏi máy bay của không quân Mỹ, đó hoàn toàn không phải là một cảnh quay trong phim mà là một trong những thí nghiệm công nghệ cao hàng đầu của quân đội Mỹ. Những chức năng điện tử này sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu nhanh chóng để phát hiện và chống lại các mối đe dọa trong không gian hay những cuộc tấn công có thể xảy ra, có thể sử dụng tên lửa hay các phương tiện khác. Robot này có khả năng hoạt động ở mọi địa hình và môi trường. Nằm trong những chú chó robot của Mỹ cần phải kể đến Spot. Robot này có cơ chế hoạt động hoàn toàn độc lập, không cần sự điều khiển từ người dùng và có độ linh hoạt đáng kinh ngạc. Nổi bật nhất ở Spot là khả năng tự mở cửa và thậm chí là chơi đùa với những chú chó thật khác. Ngoài ra, nó có thể nhảy múa, vượt qua địa hình phức tạp để di chuyển và sử dụng cảm biến bằng tia laser để vẽ bản đồ khu vực xung quanh. Từ đó, robot này có thể di chuyển một lộ trình được thiết lập từ trước. Tất nhiên, để sở hữu một chú chó robot tuyệt phẩm công nghệ như thế là điều không hề dễ dàng. Bạn sẽ phải bỏ ra số tiền từ $74.500.
gần 1,8 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đây, trong tương lai, quân đội Mỹ có thể thay thế đầu nó bằng những loại vũ khí hạng nặng. Vậy thì những chiếc B-4 chân này càng đáng sợ hơn đúng không nào? Ba, Multi-Utility Tactical Transport. Một trong những phát triển mới nhất trong lĩnh vực robot quân sự của Mỹ là một phương tiện chiến đấu đa nhiệm tự động có tên gọi là MUT, Multi-Utility Tactical Transport, được thiết kế dành riêng cho lực lượng lính thủy đánh bộ. Robot có bề ngang hơn 1,3 m và dài 1,7 m. Toàn bộ hệ thống này được đặt trên khung gầm bánh xích có tới 4 cụm bánh xích nhỏ và một chiếc MUT nặng khoảng 340 kg. MUT được thiết kế khá nhỏ gọn để có thể được triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau, từ phương tiện cơ giới mặt đất cho đến các dòng máy bay vận tải cỡ lớn như MV-22 Osprey. Dù có kích thước khá nhỏ, nhưng MUT cũng có thể lội nước ngay cả khi mang theo hơn 136 kg hàng hóa hoặc vũ khí. Con số này trên đất liền là 273 kg. Mẫu phương tiện này hoạt động được là nhờ các pin nhiên liệu lithium iron. Khi được sạc đầy, nó có hoạt động tầm hiệu quả là 24 km. Robot được trang bị súng máy M2 Browning, kết hợp với hệ thống tìm kiếm và phát hiện mục tiêu tự động. Tất nhiên, nó cũng có thể trở thành một chiến binh nã đạn khi cần thiết. Có thể trong tương lai gần, những robot quân sự này sẽ là những chiến binh thép đầu tiên tấn công hệ thống phòng thủ ven biển của đối phương mà không cần để những người lính bằng xương bằng thịt. Hai, EOD robot with arms. Vị trí số 2 trong 7 robot đáng sợ nhất của Mỹ sẽ thay thế hoàn toàn người lính trong tương lai, chính là EOD robot. Thay vì trước đây việc thực hiện phá dỡ bom mìn sẽ được trao cho những anh lính quả cảm, thì nay nhiệm vụ vẻ vang này đã được trao cho những binh sĩ thép. Robot EOD là một hệ thống nhẹ được trang bị một cánh tay điều khiển tinh vi, chắc chắn, có thể thực hiện tất cả các hành động cần thiết, cho dù đó là xử lý chất nổ hay di chuyển bom mìn đến những vị trí khác. Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, nó dễ dàng được mang theo đến bất cứ đâu, trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động cao ở mọi địa hình, cả trong nhà và ngoài trời. Robot có giao diện điều khiển đơn giản và trực quan. Hơn nữa, công nghệ liên lạc độc đáo của EOD cho phép người điều khiển duy trì khoảng cách an toàn trong khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một, DARPA Challenge Robot. Một con robot có khả năng lái xe, đi hoặc chuyển đổi thành chạy dễ dàng, bạn có tin nổi không? Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng khoa học bây giờ phát triển lắm rồi các bạn, nên điều gì cũng có thể xảy ra. DARPA Challenge Robot là chương trình mang tính chiến lược của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán cư dân cũng như thực hiện nhiệm vụ nhân đạo trong các tình huống khẩn cấp và các nhiệm vụ khác. Các bạn cứ thử nghĩ xem, nếu có người bị kẹt trong một tòa nhà đang cháy và công cụ để mở đường vào trong chỉ là một chiếc rìu, hoặc một chiếc van được đóng bằng tay nhưng trong phòng đầy khí độc, đó là lúc các robot vào cuộc, còn nếu là con người chúng ta thì có vẻ hơi khó khăn và khó có thể thành công. Nếu trong tương lai, robot này hoàn chỉnh hơn nữa, thì chắc sẽ có nhiều người ở các đội cứu hộ bị thất nghiệp. Video đến đây là kết thúc. Hãy cho chúng tôi biết bạn ấn tượng nhất là con robot nào. Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.